cơ quan khí tượng cho hay, trong ngày 31 tháng 10, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5 đến 7 m. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 31 10, ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 6 cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Dự báo, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của siêu bão Công Huy, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng cao 5 đến 7 m. Ngoài ra, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Cảnh báo, ngày và đêm 1 tháng 11, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 4 m, đêm gió giảm dần. Đêm 1 tháng 11, ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, Trước đó, giới chức Đài Loan đã ban hành cảnh báo khi siêu bão Komri dự kiến sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông Đài Loan vào hôm nay. Với sức gió giật gần 300 km/h, Komri đã mạnh lên thành siêu bão và dự kiến còn mạnh thêm trước khi đổ bộ đài đông ở Đài Loan.